hàng Việt Nam, thiết kế chất lượng cao. Đấy, tự hào mà nói đấy là hàng Việt Nam nha các bạn, đẹp quá. Chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Trong tháng vừa rồi thì mình chót lỡ vung tay xuống ví hơi bị nhiều, thế nên là mình mua sắm cũng hơi quá đà. Thế nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái video là khoe với các bạn một số những cái món đồ mà mình mới mua, thế nhưng mà mình rất lớn ý và mình cảm thấy là không hề hối hận một chút nào khi mà mua những món đồ này. Đồ đầu tiên mà mình mới mua thì đấy chính là một cái serum chống nắng của Anessa có tên là Sun Duo Care. Đây là một tuyếp serum có khả năng chống nắng với chỉ số SPF 50+, PA 4+ và khả năng nâng tông. Có thể là các bạn chưa biết, thế nhưng mà mình một tháng mình dùng hết một lọ kem chống nắng là chuyện rất là bình thường. Vậy nên là hầu hết tất cả những cái loại kem chống nắng mà đã có trên thị trường ấy thì là mình cũng đã đều mua và dùng hết rồi. Dạo gần đây thì mình mua thêm rất là nhiều kem chống nắng, kể cả high end, kể cả drugstore, tất cả những loại kem chống nắng mà mình thấy mới. Tuy nhiên là trong những cái sản phẩm mà mình mới mua thì mình thấy là ấn tượng nhất cũng như là ưng ý nhất về cái sản phẩm kem chống nắng serum này của Anessa. Cái tuyếp serum chống nắng này của Anessa này nó rất là đa di năng các bạn nhé. Nó vừa có thể làm dưỡng ẩm da bởi vì nó có super HA là hyaluronic acid, vừa có thể làm mướt da, mịn da bởi vì nó có cả collagen. Ngoài ra thì nó cũng khả năng chống nắng và nâng tông nữa. Với những hôm nào nhá mà mình kiểu lười trang điểm, kiểu chạy đi ra ngoài một chút thôi thì mình sẽ bôi chống nắng để làm cho cái mặt nó sáng sáng xinh xinh. Thêm một chút sau đó thôi là quá đủ rồi, không cần phải làm thêm nhiều nữa cả. Nó vừa sạch, nó vừa sáng, nó vừa trắng, nó vừa xinh và nó vừa chống nắng được nữa. Ngoài ra thì nó còn có khả năng chống nước đến 40 phút nữa nha các bạn. Nhất là đặc biệt bây giờ là Singapore là đang mùa mưa, thế nên là trời, quá là lý tưởng rồi. Mặc dù đi ra ngoài nếu mà mưa là sẽ dùng ô ấy, nhưng mà không thể tránh được cái trường hợp như là ví dụ là nước nó tạt lên trên mặt đúng không các bạn? Không phải nước nào mà tạt lên trên mặt được, ý tức là cái mưa ấy nó bắn vào mặt đó các bạn. Đó thì cũng cần đến chống nước luôn nha các bạn. Thì đây, quá đa di năng luôn các bạn nhé. Nói về cái phần chống nắng nhá, thì trong cái tuyếp mà serum chống nắng này, ngoài cái chỉ số chống nắng mà nó rất là lý tưởng, nó phù hợp với tất cả mọi người da, thì nó còn có một công nghệ để chính là Sun Duo Care. Nó ghi ở ngay bên ngoài cái bao bì này các bạn này, Sun Duo Care. Thì với cái công nghệ này, thứ nhất nó có thể bảo vệ da của chúng mình dưới những cái tác hại của tia UV, thứ hai là nó có thể chuyển hóa những cái tia UV thành ánh sáng sinh học. Và tại sao mà nó lại có thể chuyển hóa từ cái tia UV thành ánh sáng sinh học được, thì là bởi vì ở bên trong cái sản phẩm này nó sẽ có tinh chất vi tạo biển Spirulina. Nếu mà mình đọc không nhầm, thực ra là mình cũng không biết đọc tiếng Anh của cái tảo biển đấy là như thế nào, nhưng mà đây mình sẽ chè cái tên nó ra để cho các bạn tìm hiểu nhá. Thì khi mà cái tia UV nó được tiếp xúc với cái tảo biển này thì nó sẽ được chuyển hóa thành những chùm sáng sinh học, và đây là nó có khả năng làm giảm đi những cái dấu hiệu lão hóa trên da. Chất của sản phẩm này là dạng lỏng màu đục, rất là mướt, vậy nên rất là dễ tán và tan ở trên da thì rất là nhanh chóng. Ngoài ra thì nó sẽ không bị dính hay là khô da, da sẽ có một độ ẩm rất là tự nhiên, nó vừa glowy vừa ráo vừa mát ở trên da. Ngoài ra thì nó cũng có thể sử dụng để làm lớp base của makeup nữa, thì cái khả năng tạo ẩm rất là tốt, nó lại còn căng bóng, vậy nên là đánh nền lên sẽ rất là mịn và sẽ rất là căng. Đây là một cái thứ mà nói thật với các bạn là mình rất là tâm đắc luôn khi mà mình tìm ra cái sản phẩm này ấy, các bạn tìm ra cái máy này luôn ý. Thay vì cái việc là mình bỏ ra mấy chục triệu để mua một cái máy đẩy tinh chất của hàng hiệu đi, thì mình đã tìm được một cái máy mà giá cả nó hợp lý hơn rất là nhiều, mà tất cả những công năng của nó thì lại chẳng kém cạnh gì cả. Đây chính là máy massage đẩy tinh chất nâng cơ mặt nóng lạnh Halio Hot & Cold. Mình chắc chắn rằng là các bạn đã từng nghe qua về những cái máy đẩy tinh chất này rồi đúng không? Thì nó sẽ có tác dụng để chính là đẩy tất cả những cái tinh chất vào sâu ở bên trong da một cách tốt hơn so với cái việc là chúng mình apply tất cả những cái sản phẩm đó bằng tay hay là chỉ tắp tắp vào mặt thôi. Thì đây, cái này nó sẽ giúp cho cái tinh chất nó được thẩm thấu và nuôi dưỡng da sâu hơn. Thế nhưng mà so với cái giá là hơn chục triệu một cái ngoài thị trường ấy, thì cái máy này nó chỉ có hơn 2 triệu thôi các bạn ạ. Hơn 2 triệu một cái này thôi mà nó cũng có đến 4 chức năng nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là cái chế độ làm sạch này, sau đó thì nó sẽ là chế độ đẩy tinh chất, và có chế độ để chính là mặt nạ tiếp theo, và cuối cùng để chính là chế độ làm lạnh nữa. Thì sẽ nói rõ hơn về 4 cái chế độ của cái máy này để các bạn có thể tìm hiểu xem rằng là cái máy này có phù hợp với các bạn không nhá. Đầu tiên thì đấy chính là chế độ Deep Clean, tức là chế độ làm sạch. Máy Halio Hot & Cold sử dụng công nghệ làm sạch hiện đại bằng ion cộng kết hợp với nhiệt nóng và sóng rung làm sạch da. Ion cộng sinh ra từ đầu máy Halio sẽ hút và kéo chất bẩn cặn trang điểm cũng như là tạp chất nằm sâu bên trong lỗ chân lông lên một cách rất là dễ dàng, sẽ giúp da thông thoáng hơn, sạch sẽ hơn. Nhờ vậy mà lỗ chân lông cũng sẽ nhỏ hơn và tất cả những dưỡng chất nó cũng được thẩm thấu sâu vào da hơn, ngoại trừ được những cái nguy cơ bị mụn ẩn dai dẳng do khâu làm sạch chưa tốt. Khi mà dùng cái máy để làm sạch thì chúng mình cần lắp một cái bông tẩy trang ở trên cái đầu này, thì cái bông tẩy trang nó chỉ khoảng tầm 0.5mm thôi, không nên quá dày nhá. Thì khi mà dùng xong ấy, ngay từ cái lần đầu tiên luôn, các bạn sẽ cảm thấy được cái sự khác biệt rõ rệt so với cái việc các bạn dùng cái máy này và các bạn rửa mặt bằng tay thường, nó khác nhau hoàn toàn luôn, nó sẽ sạch hơn rất là nhiều luôn ấy, và cảm thấy da nó nhẹ hơn rất là nhiều. Đấy, thế nên là rất là tâm đắc nha các bạn. Rồi chuyển sang chế độ thứ hai, đấy chính là chế độ
fully absorb. Đây là một cái chế độ mà có thể giúp đẩy tinh chất, đặc biệt là những cái tinh chất mà giúp trị thâm cũng như là dưỡng trắng cho da. Với cái chế độ đẩy tinh chất thì máy này nó sẽ tạo ra cái nguồn ion trừ và kết hợp chặt chẽ với ion cộng trong tế bào da để giúp đưa tất cả những cái tinh chất essence hay là ampoule serum làm trắng sáng da đi sâu ở bên trong da. Đồng thời thì cái nhiệt nóng và sóng rung sẽ phối hợp thúc đẩy quá trình này. Ion trừ của máy khi mà đi vào trong da cũng sẽ giúp tăng sản sinh collagen tái tạo da, loại bỏ những cái sắc tố thâm nám và tàn nhang giúp da trắng khỏe từ bên trong. Nếu như mà các bạn đang có nhu cầu như là dưỡng trắng hay là trị thâm mà ví dụ như là chúng mình đầu tư quá nhiều cho những cái sản phẩm khác mà kết quả không được như mong muốn ấy, thì các bạn dùng thử cái này xem sao nhá. Mình thấy là nó đẩy tinh chất và được sâu hơn, tất nhiên là mình sẽ không nhìn được rồi. Thế nhưng mà trong cái quá trình sử dụng ấy, mình cảm thấy như là cái chất của sản phẩm ấy nó sẽ được thẩm thấu nhanh hơn bình thường, cũng như là nó sẽ tạo ra được cái hiệu quả nó rõ ràng hơn so với cái việc là mình chỉ apply bình thường không thôi. Nên là đấy, các bạn có thể cân nhắc đến cái máy này nếu như các bạn muốn làm trắng, làm sáng da hay là mờ vết thâm nhá. Tiếp đến với cái chế độ thứ ba, đấy chính là chế độ moisture, tức là nó có thể gọi là chế độ là mặt nạ đó các bạn. Với chế độ này thì máy sẽ tỏa ra nhiệt nóng 45 độ C để giãn nở lỗ chân lông và sóng rung ép trừ vibration, đẩy dưỡng ẩm từ mặt nạ vào sâu bên trong. Cuối cùng thì chúng mình sẽ có chế độ cool, tức là chế độ làm lạnh. Thì khác với ba cái chế độ đầu tiên, ba chế độ đầu tiên đều là làm nóng hết. Tuy nhiên với cái chế độ cuối cùng, đấy chính là chế độ làm lạnh, thì cái máy này nó sẽ giảm xuống 10 độ C so với cái nhiệt độ xung quanh phòng của chúng mình. Nó sẽ giúp khóa chặt những cái dưỡng ẩm đã thẩm thấu vào da, đồng thời sẽ se kín lỗ chân lông một cách hiệu quả. Và đặc biệt là khi mà massage da với cái đầu lạnh, nó sẽ giúp cho gương mặt trở nên thon gọn hơn và nó sẽ cảm giác vô cùng dễ chịu, nó thư giãn như kiểu đi spa các bạn. Ngoài ra thì cái máy này nó sẽ có đến tận 5 cái cấp độ mạnh nhẹ cho chúng mình lựa chọn. Ví dụ như là da bạn nào mà nhạy cảm hay là da mỏng quá hay là da bị kích ứng quá, hay chúng mình có thể dùng cái cỡ 2 hay cỡ 3 thôi. Còn những bạn nào mà da khỏe giống như của mình ấy, mà kiểu như là muốn cái tác dụng nó thẩm thấu sâu ở bên tận trong từng tế bào ấy, thì chúng mình có thể dùng đến số 4, số 5 như mình nhá. Cái máy này mình mua ấy, thì nó là cái dạng sạc pin nha các bạn. Đây, trong này nó có sạc rồi nên cả hướng dẫn sử dụng luôn, cả tiếng Anh, cả tiếng Việt nhá. Các bạn muốn đọc tiếng nào thì đọc. Ở đấy trông nó cũng kiểu là màu hồng hồng xinh xinh ấy, trông sang xịn mịn cực các bạn ạ. Cầm rất là đầm tay, sướng tay nhá, như là một cái máy massage hàng hiệu luôn, không khác gì luôn. Vậy đây là với những bạn nào nhưng mà không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào những cái buổi spa hay là đầu tư cả mấy chục triệu vào một cái máy ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên dùng thử cái này đi. Các bạn cứ tin mình là dùng thử cái này xem nó như thế nào nhá. Mình tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ không bao giờ thất vọng đâu. Thế ở đây thì sẽ là một cái sự sai lầm lớn trong cuộc đời. Đây là cái sản phẩm mà nó là dạng thiên về cái đồ trang điểm, nó là base makeup nhưng mà nó có khả năng dưỡng ẩm của Chanel các bạn nhá. Chanel Beauty đó ở trên chỗ làm của mình, nó mới mở một cái cửa hàng mới, thì mình có lên để mình xem là đồ Chanel có cái gì hay không, bởi vì thật sự trước giờ ngoài son ra mình không dùng một cái gì của Chanel cả. Thế nên là mình đã lên và mình xem là có cái gì hay không. Thì mình có hỏi cái bạn tư vấn là có cái sản phẩm nào nó gọi là best seller đây không, thì bạn ấy đưa cho mình cái này. Thì bạn nói là ok, cái này thì khi mà đánh lên da nó sẽ là căng bóng mịn màng mượt mà, ngoài ra nó cũng có thể dưỡng ẩm nữa. Thì khi mà trang điểm ấy rồi ở trong cái môi trường điều hòa lâu ấy, nó sẽ không làm cho cái lớp nền của mình nó bị kích kỳ cũng như là không bị nhăn. Thì ok, nghe quảng cáo cũng có vẻ hay, mới cả test lên trên da thì thấy nó cũng hơi đẹp thật. Nó đẹp đúng kiểu đắt tiền mà kiểu nó xịn xịn nha các bạn ạ. Ok, lấy luôn, lấy cho mình một lọ. Mình đoán là cái chai này nhá thì nó chỉ tầm rơi vào khoảng là 150 đến 180 đô thôi. Cái giá đấy là mình chấp nhận được bởi vì Chanel mà, mình chấp nhận được. Nhưng mà không, ôi giời ơi, lúc thanh toán ra 388 đô các bạn ơi. Trời ơi, một cú tát dáng thẳng mặt luôn. Đã chót hô lấy cho mình một cái rồi, chẳng lẽ mình bảo thôi không lấy nữa, đắt quá không lấy nữa. Nhục, nhục lắm. Thế nên là thôi, đành phải giả tiền đấy các bạn ạ. Ôi đừng tính tiền Việt, đau lòng các bạn nhá. Ai mà thích tính tự nhân lên 17 cho mình. May quá là mang về nhà dùng rất là ok các bạn ạ, rất là thích. Mặc dù nhá, là cái mùi ý, nó hơi nhiều mùi quá, mùi nó hơi nặng một quá tí. Nhưng mà thực ra thì lên trên da một lúc thì nó cũng bay hết thôi. Với cả nữa là cái chất này ý, thì nó như mình nói ban đầu nhá, nó rất là mịn, nó rất là mỏng và nó rất là mướt luôn ý các bạn. Rất là mướt luôn ý. Khi mà mình dưỡng da nhá thì mình sẽ dưỡng da xong, xong rồi không, tức là mình bôi serum xong thì mình sẽ bôi cái này luôn, mình không cần phải bôi kem dưỡng ẩm nữa, rồi mình sẽ bôi kem chống nắng, sau đó thì mình trang điểm. Thì làm như vậy nó sẽ kiểu như là bớt được một cái bước như là dưỡng ẩm ấy các bạn. Mấy cả là cái này nó cũng sẽ mang lại cái độ ẩm và cái làn da nó sẽ glowy kiểu như này này. Nhưng mà nhìn gần nhá, khi mà mới tán ra thì sẽ thấy nhũ, cái hạt nhũ nhỏ nhỏ, nhưng mà tán hết và nhớ nó không còn một hạt nhũ nào các bạn ạ. Và nó da nó bóng, nó mịn, nó căng đẹp lắm. Có rất là nhiều lần nhá mà mình đi ra ngoài đường mình dùng cái chai này, xong rồi mình dùng thêm cái kem chống nắng này để nâng tông nha các bạn. Trời ơi,
ai cũng tưởng đấy là da thật của mình luôn các bạn ạ. Ai cũng tưởng 100% đấy là da thật của mình. Hỏi mình là tại sao dạo này làm gì mà da mặt đẹp thế, nó bóng, nó sáng, nó đều, nó mịn như thế. Bí mật vừa được bật mí đó các bạn. Đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà hơi đắt anh em ạ. Rồi, cùng trong cái tiệm Chanel đó thì mình cũng có mua thêm một concealer nữa, là bởi vì dạo gần đây là cái phần mắt dưới của mình càng già thì cái phần mắt dưới nó càng khô ấy các bạn, khô rất là nhanh luôn. Thế nên là đặc biệt là khi mình trang điểm nhá, thì nếu như mà concealer đấy nó không đủ dưỡng ẩm tốt ấy, thì nó sẽ bị nhăn cũng như nó sẽ bị kích kỳ trông rất là gớm luôn. Thế nên là mình cần tìm một cái loại concealer mới để cho nó có thể phù hợp với cái làn da mới thay đổi của mình. Thì cái concealer này của Chanel mình quên mất cái tên của nó là gì rồi. Thì hơi sai màu một tí các bạn, thực ra là da mình nó sẽ hơi trắng trắng hơn, hơi vàng vàng hơn như này, chứ nó sẽ không kiểu hồng hồng như này đâu. Thế nhưng mà bởi vì sao mà mình mua hẳn cái tông nó xuống hẳn một tông hai tông như thế, là bởi vì là cái quầng thâm mắt của mình nó rất là đậm. Nếu như mà mình đánh quá sáng ấy thì nó sẽ bị chuyển cái màu quầng mắt của mình thành sang cái màu xanh, mà mình lại không muốn dùng color corrector để cho nó dày hơn. Thế nên là mình sẽ phải dùng sang một cái tông màu hơi hồng hồng một tí để có thể làm cân bằng cái màu quầng thâm mắt của mình, cũng như nó che được đúng chuẩn hơn, chứ là nó sẽ không bị sáng bật lên đấy các bạn. Đánh giá chung ấy, thì cái concealer này cái chất của nó rất là dễ tán, tán rất là đều, và cái khả năng che phủ của nó cũng rất là nhẹ nhàng nữa. Nó rất là nhẹ và nó có thể build up lên được. Thế nên là khi mà lên trên mặt ấy, thì có những cái chỗ nào mình cần build up lên ấy, thì nó sẽ không bị dày quá, cũng như nó sẽ không bị cục lên một đống giống như kiểu là cắm tăm không đổ. Thì nói chung là cũng rất là tự nhiên, rất là đẹp. Và giá thành không phải đắt đâu nha các bạn, nói chung là chỉ có tầm khoảng 50 mấy đô cho một cái cây concealer thôi. Thì mình thấy là so với Chanel giá cả như thế là hợp lý. Chỉ có mỗi cái này là ôi ơi, hết hồn đấy. Thực ra hai cái bảng phấn mắt này không phải là mình mua, mà là Caslin gửi cho mình. Caslin này, Perfect Diary này và GC là hai thương hiệu mà có âm mưu là sẽ bao mỹ phẩm mình chọn đời. Thế nên là tất cả cái sản phẩm mới này của họ thì mình cũng có. Thì trong khoảng thời gian gần đây Caslin có gửi cho mình những cái sản phẩm mới, thì mình đã nhặt ra được hai cái bảng phấn mắt này mà mình nhận thấy rằng là mình dùng nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Thì bởi vì là dạo gần đây mình đi làm, thế nên là mình không muốn trang điểm những cái kiểu đậm quá nhiều, mà mình chỉ cần muốn trang điểm nó kiểu tự nhiên một tí thôi, để nâng lên những cái nét trên gương mặt thôi ấy. Thì đây là những cái bảng phấn mắt như thế này các bạn này. Mình thấy là nó rất là phù hợp với những bạn nào mà đang có mục đích đi làm, đi học. Nó không bị lồng lộn là quá nhiều nhũ hay là màu mè nó tưng bừng đâu. Tất cả đều là những cái tông rất là tự nhiên, kiểu như là nâu tự nhiên hay là hồng tự nhiên ấy các bạn. Rất là đẹp luôn, rất là dễ dùng luôn. Cho các bạn xem qua thế thôi, chứ đây không phải là video review, thế nên là mình không soát đâu. Thôi các bạn tha cho mình lười lắm nhá. Cái cushion này của Laneige nó đã ra mắt hình như là được khoảng tầm hơn 1 năm, gần 2 năm rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ mới có cơ hội dùng. 11 điểm luôn nha các bạn, cho 11 điểm luôn. Mình lăn lội, mình vật lộn với tất cả những cái cushion, tất cả những cái foundation mà mình đã từng có, hay là những cái mà mình vừa mới mua, nhưng mà không có một cái nào nó hợp với cái da mình trong khoảng thời gian bây giờ bằng cái cushion này các bạn nhá. Rất là đẹp luôn, cái khả năng che khuyết điểm úi giời ok tuyệt vời luôn. Mà nó có cái khả năng nó mướt, nó mịn, nó lì lì ấy các bạn. Nhưng mà nó lại không bị lì đét vào đâu, nó vẫn sẽ có một cái độ glowy giống như kiểu những cái cushion của Hàn Quốc. Và nó sẽ rất là tự nhiên, nhưng mà nó có thể che được khuyết điểm và nó có thể làm sáng da, làm đều da. Và nó rất là bền ở trên da nha các bạn. Thế nên là trời ơi, bạn nào đang tìm cushion nhá, thử ngay cái cushion đi cho mình. Mình rất là hối hận là tại sao mình không thử cushion này khi mà nó mới ra các bạn. Đến với chuyên mục quần áo và đồ thời trang, thì đầu tiên cái mà mình muốn khoe với các bạn đấy chính là cái ví này của Chanel mình mới có các bạn nè. Xinh không? À không, cái này không phải là cái ví, cái này nó là cái card holder. Và không, cái này không phải mình mua nha các bạn, cái này là bạn thân của Trang mua cho Trang nè các bạn. Mình xin. Thực ra thì mình cũng đã khá là thích cái card holder của Chanel từ rất là lâu rồi, bởi vì trông nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Mình đi ra ngoài thì mình chỉ cần nhét một thỏi son và cái AirPods của mình vào đây thôi là đẹp rồi. Thì mình sẽ cầm tay, không thì là mình sẽ lồng một cái dây vào bên này để mình đeo ở trong bên người này, thì mặc với những cái váy mà kiểu váy xoay xoay bồng bồng ấy thì trông nó sẽ rất là xinh, rất là hay. Nhưng mà ở xinh ấy thì các holder lúc nào cũng cháy hàng ấy các bạn ạ. Mình dặn cái bạn bán hàng của Chanel là giữ lại cho mình một cái, nhưng mà cả nửa năm nay rồi bà chả nhắn tin cho mình cả, chán gần chết. Thế là bạn mình mua cho mình một cái các bạn này. Bạn mình mua cho mình một cái, bạn thân luôn đó, thân nói là thân thắm thân thiết luôn đó. Thơm ơi là thơm ấy, các bạn biết thơm mùi gì không? Thơm mùi miễn phí đó. Túi mới, một cái túi rất là xinh đúng không? Thì đây là một cái túi của một thương hiệu local brand Việt Nam có tên là, mình xin lỗi nhãn hàng trước nhá, nếu như mà mình đọc sai, nhưng thực ra mình không biết đọc tên của thương hiệu đâu, là Kaustu. Đây là một cái thương hiệu local brand của Việt Nam. Mình không nhớ là mình mua cái túi này có giá bao nhiêu tiền, hình như là tầm hơn 1 triệu, gần 2 triệu cái túi này thôi các bạn. Thôi không, không phải là thôi, mà là mình thấy là cái giá nó cũng rất là hợp lý cho một cái thiết kế và cái design nó rất là dễ thương, rất là tiện lợi. Và trời ơi các bạn không tưởng tượng được đâu, sinh dạo này nó mưa ấy, là lúc nào mình cũng cảm thấy lạnh ấy các bạn. Thế là nhá, ngồi trên tàu điện ngầm ý, ôm cái túi này các bạn này, ui
ấm cực, ấm lắm luôn ý. Ấm như kiểu là mình có một cái áo phao bên người các bạn, ấm dã man luôn. Thế nên là ơi thích lắm. Mà cái túi size túi này nhá, nó lại rất là hợp với mình. Ngoài ra nó cũng có thể để được cả laptop ở bên trong này nữa. Mà nó đựng được rất là nhiều thứ luôn ấy. Rất là thích luôn, mà trông nó rất là đơn giản nhá. Và đặc biệt nhá, là nó hợp với rất là nhiều những cái bộ quần áo của mình các bạn. Đấy, thế nên là eo ơi thích cái túi này, ưng cái túi này dã man luôn ấy. Dã man con ngao luôn ấy. Rất là mê. Thì là mình có mua hai cái áo mới của thương hiệu Urban Revival. Thì một cái áo này là mình đang mặc này, đang mặc đây các bạn này. Và cái áo thứ hai thì nó cũng giống thế nhưng mà nó khác màu. Mình biết là cái kiểu mua sắm của mình nó hơi khó ở một tí, là cứ thấy cái mẫu nào mà trông cái được ấy là có bao nhiêu màu là quất hết bấy nhiêu màu đấy các bạn ạ. Cũng lười đi mua hay là tìm hiểu mấy cái loại mới lắm. Đây, nói chung là cũng là cổ polo, một cái thì cái khuy, một cái thì cái khóa thôi. Nó cũng là kẻ ô như này các bạn này, khác giống hệt nhau, khác mỗi màu thôi. Đấy, nói qua một chút về cái thương hiệu này nhá. Cái thương hiệu này là một cái thương hiệu mà kiểu như là mình vừa yêu vừa ghét luôn ấy các bạn. Không phải nhá, thực sự là cái phần yêu ấy là mình chỉ có 10% thôi, ghét là phải đến 90% luôn ấy. Mình rất là ghét cái thương hiệu này ở một chỗ, đây chính là cái thái độ nhân viên phục vụ rất là khó chịu luôn. Rất là khó chịu luôn. Cả một cái cửa hàng nào người ta cũng rất là to, mà nhân viên thì thưa thớt, một ca chỉ có 1 đến 2 người thôi. Trời ơi, bao nhiêu khách vào thì làm sao mà phục vụ khách cho được, đúng không? Mà hơn nữa là cái thái độ phục vụ của người ta cũng kiểu như là không lựa chọn cái ngôn từ đúng đắn lắm khi mà sử dụng cho khách hàng ấy. Mình không thích nói chi tiết, nói chung là mình không thích cái thái độ phục vụ của cái thương hiệu này cho lắm. Thêm một điểm nữa, đấy chính là cái giá thành nó quá là bất hợp lý. Mình đã biết đến cái thương hiệu này, Urban Revival, từ khoảng 2-3 năm trước rồi. Mình đã mua rất là nhiều ở trên Taobao rồi. Và cái giá thành thì mình chấp nhận được. Một đôi giày khoảng tầm 50 đô, 49-50 đô. Ok, rất là hợp lý, đi rất là dễ chịu và hợp, kiểu như là hợp chân ấy, rất là đẹp. Thì mình đồng ý. Thế nhưng mà khi mà nó vệ sinh một phát nhá, bỗng dưng cái giá nó lên khoảng tầm 30% luôn các bạn. Tăng lên khoảng tầm 30-40% luôn, lên một cách bất hợp lý luôn ấy. Ví dụ là một cái áo giống như là một cái áo sơ mi bình thường thôi, mà phải đến 90% cái chất liệu của cái áo đó là pha ly lông nha các bạn. 90% là pha ly lông. Mà người ta bán 79 đô, 80 đô một cái áo. Đấy, các bạn tính nhanh cho mình, 80 đô nhân 17 bao nhiêu, hơn 1 triệu đồng một cái áo pha ly lông. Nói thật với các bạn nhá, cho mình cái áo đó mà bảo mình bán, mà bảo mình mua với giá 200.000 còn đánh cho bờm đầu ấy, chứ có bảo mình mua là với giá là hơn 1 triệu cái áo đấy. Giá cả nó quá bất hợp lý đi. Quá là bất hợp lý đi, không thể chấp nhận được cái giá đấy. Nhưng mà hai cái áo mình mua là mình thấy là cái chất ok, cái chất nó kiểu cốt tông. Mà cái giá thành thì lại rất là rẻ, nó chỉ có tầm 20 mấy đô cái áo, một cái áo như này thôi. Thì hợp lý, cái này đồng ý, rất là hợp lý. Mà cái form áo thì cũng rất là đẹp nữa, đây các bạn nhìn thấy là cái form áo rất là đẹp đúng không? Nói chung là thi thoảng lắm mới nhặt được một hai cái áo nó gọi là chất lượng thôi để mà mua ấy. Chứ thật ra mình không khóa cái thương hiệu này lắm. Sau hai cái áo cũng của thương hiệu Kaustu. Ai cứu tôi với. Đây, một cái áo kiểu ba lỗ và nó được may hai lớp ở cái phần trên như thế này, ở phần lớp ở bên trong nó sẽ kiểu khoét lỗ tròn tròn này các bạn này. Thì khi mà mặc ấy thì nó sẽ kiểu hơi hở hững hờ ấy các bạn. Đấy, hơi hở hững hờ một cái đường bán nguyệt như này này các bạn này. Áo ba lỗ và nó có một cái dây, ui trời, trông ngầu à. Rất chi là ngầu nha các bạn. Đẹp lắm, đẹp ơi đẹp ý, mặc cái áo ấy đẹp dã man luôn ý. Mà kiểu nó ôm sát vào người, mà nhất là bây giờ kiểu ấy, mình là người đã có loa rồi mà các bạn. Thế nên là mặc lên là ôi trông mê. Không có từ gì ngoài từ mê. Thích lắm, thích mặc cái áo này lắm nha các bạn. Mà mặc lên trông rất là cảm tính luôn ấy. Xong rồi nhá, đây, xét về cái túi này. Trời ơi, cặp đôi hoàn hảo, quả đôi hoàn hảo. Mình mới phát hiện ra thương hiệu này và mình mua rất là nhiều luôn ấy. Không phải nhiều lắm đâu, cũng chỉ có 3 sản phẩm thôi. Đó là những cái còn lại thì là mình thấy là mình không có khả năng để mặc nó đi đâu được. Thế nên là mình không mua. Chứ nếu như mà mình mà kiểu như là người nổi tiếng kiểu celebration cái gì? Celebrity đấy, celebrity đấy thì mình sẽ mua những cái đó nha. Nhưng mà mình chỉ là người bình thường thôi, thế ra mình mua những cái áo mà rất là bình thường. Thì đây là cái áo, nó có tên là áo lượn vòng các bạn ạ. Những cái đường cắt của cái áo này, trời ơi trông nó hay không. Trời ơi cái áo này nó quá là xinh luôn đi các bạn ơi. Mà cái màu kiểu nó xanh min ấy, mình thích cái màu xanh min ấy, mặc lên chúng nó mát cả mắt, mát hay cả người ấy. Mà cái chất này nhá, cái chất này người ta xử lý rất là tốt ấy các bạn, không hề bị dặm, không hề bị ngứa nhá, xứng đáng với đồng tiền. Cái áo này nó hơi đắt một tí, chung nó tầm 1 triệu một cái áo đấy thì nó cũng hơi đắt. Thế nhưng mà xứng đáng, mình thấy là xứng đáng, rất là xứng đáng, vừa đẹp vừa xịn vừa mịn mà lại trông nó còn độc đáo nữa. Mặc cái áo này đi ra ngoài đường nhá, trời ơi bao nhiêu người nhìn luôn ấy. Rất là nhiều đồng nghiệp của mình hỏi là mình mua cái áo này ở đâu ấy. Hàng Việt Nam, thiết kế chất lượng cao đấy, tự hào mà nói đấy là hàng Việt Nam nha các bạn, đẹp quá.
Ui, quay xong video trời đã xuống nắng rồi các bạn. Ok, thì đó là tất cả những cái món đồ mà mình mới mua dạo ở đây và mình rất rất là ưng ý và mình sử dụng chúng rất là nhiều. Hy vọng là các bạn đã có những giờ phút vui vẻ với mình trong video này và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Hãy nhớ like cho video, subscribe kênh của mình, nhấn chuông bên cạnh, nhấn thông báo mỗi khi ra video mới và Instagram để follow nhé. Bye.